Xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là sáng ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ngày 16 tây tháng 11 năm 2020 thì sáng sớm ngày hôm nay tôi thức dậy chúng ta thấy một cái tin tức rất là tốt đó chính là tin tức liên quan tới Moderna thì chúng ta sẽ nói về tin tức liên quan tới Moderna đây là một cái công ty uh, sản xuất vaccine cũng tương tự như công ty Pfizer mà chúng ta nói tới từ nhiều rồi thì thông tin rất là tốt được đưa ra hồi sáng ngày hôm nay và có sức ảnh hưởng rất lớn đối với thị trường tài chính nói chung cũng như là các bạn thấy được là giá của Bitcoin lại tiếp tục tăng trưởng cực kỳ mạnh chúng ta bây giờ hãy nói về thông tin liên quan tới Moderna trước sau đó chúng ta sẽ nói về tình hình của thị trường thì các bạn thấy được là công ty Madonna hồi sáng này đã đưa ra một thông báo và thông báo này thực ra là tới sớm hơn là thuận dự định tại vì chúng ta đã nói trên channel này là chúng ta chờ đợi tới tháng 12 thì mới có thông tin liên quan đến cái vaccine của Madonna. Nhưng mà Madonna sáng ngày hôm nay đã đưa ra thông báo là vaccine của Madonna tính theo dự đoán của công ty và bây giờ thông tin cho biết là cái vaccine của Madonna còn có hiệu quả cao hơn là vaccine của công ty Pfizer từng vừa rồi. Thường rồi công ty Pfizer các bạn có thể nhớ đây là thông tin rất lớn của thứ hai tuần vừa rồi hôm nay là thứ hai một tuần sau lại có thông tin tốt liên quan đến vaccine công ty Pfizer nói là vaccine của họ đã có cái hiệu quả là 90% rất là cao nhưng mà bây giờ công ty Moderna nói là hiệu quả của vaccine của họ còn cao hơn cái công ty Pfizer là 94,5% đây là cái thống kê dựa theo các bạn thấy được là công ty Pfizer đang thử nghiệm cái giai đoạn 3 cho 30.000 người. Chúng ta cũng đã nói tới cái thông tin này trước đây. Thì 30.000 người thử nghiệm trong số này các bạn thấy được là họ đã có 95 ca nhiễm COVID-19 và trong 95 ca này là họ cho 90 người là sử dụng vạc sinh giả hay gọi là placebo và 5 người còn lại là sử dụng vạc sinh thật chích hai lần và các bạn thấy được là hiệu quả là 94,5% và sáng ngày hôm nay thì đương nhiên không chỉ riêng Cái cổ phiếu của công ty Moderna tăng trưởng à, về mặt giá cả trên thị trường chứng khoán mà chúng ta cũng thấy rất nhiều cổ phiếu khác cũng tăng trưởng theo thị trường tài chính ngày hôm nay là một màu xanh thì chúng ta nhìn vào cái tình hiện bây giờ thì có những như thế nào thì trước hết các bạn phải hiểu được một số điều đó chính là liên quan đến vaccine của Moderna thì hiện bây giờ Công ty Meda nói là họ không có một cái lo ngại gì liên quan tới an toàn dựa theo thông báo được chia sẻ hồi sáng này bởi CEO uh, của công ty Moderna thì cho thấy được là chích vaccine này thì một trong những cái hiệu ứng phụ là chỉ làm uh, đau cơ hay là nhức đầu hay là cảm thấy mệt mỏi sau khi chích cho nên đối với tình hình bây giờ thì vaccine này coi như là không có nhiều phản phụ gọi là xấu đối với tình trạng sức khỏe đây đương nhiên là một thông tin rất là tốt và những thông tin liên quan đến vaccine của Pfizer và Moderna rất là quan trọng tại vì các bạn thấy được là 90% hiệu quả vaccine của Pfizer hay là 95% hiệu quả của Moderna là một con số cực kỳ cao khi mà các bạn so sánh với là hiệu quả của những cái vaccine khác như là vaccine flu, vaccine mà bị cảm cúm bình thường mà những bạn nào ở Hoa Kỳ hay những nước mà có cho chích vaccine cũng đã biết là hiệu quả của vaccine cảm cúm bình thường chỉ có 50 cho đến 60% mà thôi, trong khi vaccine liên quan đến Covid là 90-95%, trong khi Covid là một cái đại dịch mà chúng ta đang không có cách quản lý một cách hiệu quả. Dẫn đến là các bạn thấy được là rất nhiều cái ca lây nhiễm càng ngày càng tăng trưởng mạnh. Và các bạn thấy là một trong những sự khác biệt giữa cái vaccine của công ty Moderna so với công ty Pfizer, à, đó chính là cái cách lưu trữ. Thì một trong những điều khó khăn với vaccine của Pfizer, đó chính là lưu trữ à, phải ở trên cái mức là cực lạnh có nghĩa là trừ có nghĩa là âm 94 độ F thì âm 94 độ F là bao nhiêu độ C thì để thuận cho các bạn thấy được là âm 94 độ F có nghĩa là trừ 70 độ C có nghĩa là cực lạnh thì khi mà các bạn cần phải lưu trữ một vắc xin mà ở một nơi cực lạnh như vậy thì không phải nơi nào cũng lưu trữ được và cũng không có nhiều nơi các bạn lưu trữ số lượng lớn được cho nên lưu trữ vắc xin là một trong những vấn đề khó khăn khi chúng ta nói tới vắc xin của công ty Pfizer nhưng mà ngược lại thông tin chúng ta nhận được ngày hôm nay là vắc xin của Moderna thì các bạn có thể lưu trữ với cái độ là nó tốt hơn có nghĩa là cái độ mà hợp lý hơn trong vòng 30 ngày các bạn có thể lưu trữ ở cái mức độ là 36 cho đến 46 độ F thì để chúng ta trở lại ở trên Google các bạn thấy được là 36 độ F có nghĩa là 2,2 độ C và 46 độ F có nghĩa là 7,7 độ C thì đây là cái độ lưu trữ mà hợp lý hơn cho nên các bạn có thể thấy được là những cái vắc xin có thể lưu trữ được mức độ này lên tới 30 ngày. Nếu như mà muốn lưu trữ vắc xin Moderna lên tới 6 tháng thì cái độ lưu trữ phải là trừ 4 độ F thì trừ 4 độ F là bao nhiêu trừ 4 độ F có nghĩa là trừ 20 độ C cũng không có nhiều như là các bạn thấy được là liên quan đến vaccine của Pfizer phải trừ 94 độ F có nghĩa là trừ 70 độ C thì các bạn thấy được là hai cái là một chồng một giật khi chúng ta nói tới cái vấn đề liên quan đến cái độ lưu trữ cho nên nhiều người thì cho là vaccine của Moderna là một cái loại vaccine mà có cái sự ảnh hưởng nhiều hơn tại vì dễ dàng lưu trữ hơn nhưng mà một trong những điều mà các bạn thấy được là vaccine ra mặc dù là Pfizer thì vaccine nó phải lưu trữ chứ cái độ âm cao hơn hay là Moderna lưu trữ với cái à, độ âm thấp hơn thì thật ra cũng không có quan trọng nhiều quan trọng là chúng ta phải có vaccine thì các bạn thấy được là nếu chúng ta càng có nhiều công ty chế tạo vaccine thành công thì sẽ có nhiều vaccine ra đời hơn Tại vì khi mà chúng ta nói tới cái số lượng vaccine của công ty Pfizer thì họ đã nói là họ có tổng cộng là 50 triệu liều cho toàn thế giới. Mà các bạn cũng nên nhớ là công ty Pfizer thông báo từ nhiều rồi là 50 triệu người nhưng mà mỗi người được chích hai lần. Cho nên trên căn bản chỉ chích được có 25 triệu người mà thôi. Bây giờ lại có thêm công ty Moderna. Công ty Moderna nói là sẽ có 40 triệu liều từ đây cho đến cuối năm cho người của Hoa Kỳ 40 triệu liều này mỗi người chích hai liều thì có nghĩa là 20 triệu người thì ít ra các bạn thấy được là con số mà chẩn đoán có thể được chích vaccine bây giờ đã nhân lên gần như gấp đôi trước đây chỉ có 25 triệu bây giờ cộng với Moderna là tới 45 triệu người thì đương nhiên đây là một thông tin rất là tốt đương nhiên các bạn thấy được là nếu như mà muốn tất cả mọi người muốn chích vaccine mà có thể chích được vaccine thì dựa theo công ty Moderna chẩn đoán là quý 2 của năm 2021 nhưng mà mỗi một tuần họ sẽ tiếp tục cung cấp thêm vaccine Chứ không phải là chúng ta hết vaccine này chờ đợi vài tháng mới có thêm Mỗi tuần họ đều sẽ sản xuất thêm vaccine và sẽ di chuyển à, Bây giờ thì các bạn thấy được là trước đây thì chính phủ Hoa Kỳ là đặt mua tổng cộng là 100 triệu liều vaccine Và có thể mua thêm lên tới 400 triệu liều vaccine tổng số tiền mà đặt cọc cho công ty Moderna này dựa theo thông tin của CNBC là 955 triệu. Tổng cộng số tiền mà được đặt cọc để mà sản xuất vaccine này là 2,48 tỷ đô la. Thì các bạn thấy được là ở Hoa Kỳ thì người ta nói là khi mà các bạn đi chích vaccine thì sẽ được chích miễn phí. Nhưng mà những nơi khác thì được không biết. Nhưng mà dựa theo công ty Moderna nói là nếu như mà chích mà phải đóng tiền thì cái số tiền cũng coi như là hợp lý từ 32 cho đến 37 đô la cho mỗi một liều chích. Thì các bạn thấy là từ đây đến cuối năm thì có thể được chích được thống kê bây giờ là 45 triệu người Thì 45 triệu người nghe nói thì con số cũng nhiều Nhưng mà thực sự mà nói là so với dân số thế giới là hơn 7 tỷ người thì con số này không có nhiều Và các bạn thấy được là 40 triệu người có thể được chích từ đây cho đến cuối năm Thì coi như dân số cũng cỡ như là tiểu bang của California Nhưng mà các bạn cũng nên nhớ là mỗi người được chích thì mỗi người có thể được miễn nhiễm và mỗi người được miễn nhiễm thì mỗi người đó sẽ không có cơ hội để mà lây lan nhiều người khác. cho nên các bạn thấy được là chỉ cần có vắc xin thôi thì hiệu quả nó sẽ lan tỏa rất là nhanh. đây đương nhiên là một trong những điều khiến cho những nhà đầu tư rất là phấn khởi ngày hôm nay. nhưng mà trước khi chúng ta đi vào tình hình của thị trường thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và nếu như mà các bạn chưa theo dõi thuận capital trên các mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này tìm thấy những cái thông tin chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà các bạn tham gia và một sàn duyệt dịch nào các bạn hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng capital như là các bạn có thể điền đơn được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là các tính hiệu trade miễn phí hay là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch mạnh mại tất cả những thông tin chính thức nằm ở phía dưới cái video này cho những sàn như là remitano ứng dụng BlockFi, coinbase bitja bybit binance và snapx và chúng ta trở lại với tình hình thị trường ngày hôm nay thì các bạn có thể đoán được là cổ phiếu rất là xanh để thuận refresh cái trang này lại để các bạn thấy được là các chỉ số cổ phiếu Hoa Kỳ thì đã có sự tăng trưởng rất là mạnh. Các bạn thấy được là hồi nãy đã tăng lên tới 450 điểm như chỉ số Dow Jones bây giờ đã tăng 377 điểm nghĩa là đã điều chỉnh là một phần. Nhưng mà các bạn thấy được là toàn màu màu xanh Dow Jones tăng 1,28%, S&P 500 tăng 0,86% và Nasdaq tăng cho mình thấy được là vàng thì vàng cũng không có sự thay đổi nhiều tăng 0,27% ở mức là một 891 cho hợp đồng của vàng, hợp đồng của oil, hợp đồng của dầu thì có sự tăng trưởng nhiều hơn, tăng gần 3%. Các bạn thấy được bây giờ là 41 đô 33 cent một thùng dầu, tăng 1,20 đô la, tăng gần 3%. Thì tại sao dầu tăng trưởng các bạn cũng có thể hiểu được là có vaccine thì có nghĩa là mọi người sẽ tiêu dùng, sử dụng nhiều hơn hàng hóa dịch vụ. Thì khi mà điều đó xảy ra sẽ dẫn đến là cái nhu cầu dẫn chứa hàng hóa dịch vụ nhiều hơn, sản xuất nhiều hơn thì sẽ dẫn đến là cái tiêu thụ dầu sẽ nhiều hơn đương nhiên các bạn hiểu được tất cả những điều này sẽ dẫn đến là giá dầu tăng trưởng còn về một thị trường khác nữa cũng tăng trưởng không kém đó chính là bitcoin các bạn thấy được là bây giờ đã là 16.721 tăng trưởng rất là cao các bạn thấy được đây là cái mức tăng trưởng cao nhất từ khi mà chúng ta thấy cái đỉnh của năm 2017 cho đến bây giờ mới là cái thời điểm cao nhất và từ đây cho đến 2.000 đô là không còn bao nhiêu xa hết và với cái độ tăng trưởng này các bạn thấy là chúng ta có thể đạt được 2.000 đô trong thời gian rất là ngắn có thể là trong tuần này nhưng mà một những điều mà chúng ta đã từng nói tới trên channel này rất nhiều lần đó chính là cái nguy cơ mà chúng ta sẽ thấy một cái cuộc điều chỉnh của Bitcoin và mọi người bây giờ vẫn đang chờ đợi coi coi là Bitcoin sẽ tăng lên tới mức độ nào trước khi mà cần phải được điều chỉnh lại và các bạn cũng đã thấy là điều chỉnh à, bây giờ có thể lên tới 30% có nghĩa là các bạn thấy là Bitcoin ở bất cứ một thời điểm nào từ bây giờ đều có thể bị điều chỉnh lại 30% đây là một trong những điều mà chúng ta đang nói nhiều chi tiết hơn trong những cái video trước đây nhưng mà nếu mà chưa xem những cái video trước đây uh, trong vòng một tuần vừa qua thì hãy nên xem để hiểu được là tại sao mình thường lại nghĩ là chúng ta vẫn sẽ thấy một cái cuộc điều chỉnh tại vì các bạn thấy là bitcoin thực sự là lên quá nhanh uh, trong thời gian rất là ngắn hạn và càng lên tới gần 20.000 đô thì cơ hội bị chúc lời càng nhiều hơn như là thường đã chia sẻ với các bạn trước đây là ở cái mức mà giá của bitcoin hiện bây giờ thì trong lịch sử của bitcoin các bạn thấy được là chỉ có là không tới 20 ngày trong vòng 11 năm qua không tới 20 ngày mà Bitcoin ở cái mức mà trên 16 000 đô cho nên các bạn thấy được là hầu như ai mua Bitcoin ở, ở cái mức nào ngoại trừ là trong vòng 20 ngày mà Bitcoin trên 16 000 đô thì đều đã có lời cho nên càng nhiều có lời thì cơ hội bị chút lời càng nhiều và đây là những thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video sáng ngày hôm nay trước khi mà bắt tay vào công việc của công ty. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.